Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn thêm phụ đề cho video trên kênh YouTube. Mình sẽ demo cho bạn xem kênh YouTube Tủ Sách Vàng ha. Thì trước đây mình làm video bằng cái giọng nói là tiếng Việt, tuy nhiên mình muốn phát triển nó ra thị trường nước ngoài, vì vậy mình cần phải thêm cái phụ đề tiếng Anh cho nó ha. Đó, mình sẽ vào Vista Studio. Ở đây mình sẽ chọn studio bản thử nghiệm này ha. Đây là phiên bản mới của YouTube. Sau đó mình sẽ vào video. Mình sẽ chọn một cái video nào đó ha. Đó. Ở đây các bạn sẽ qua cái tab là nâng cao. Rồi mình kéo xuống. Trong cái phần phụ đề và ngôn ngữ gốc của video đây, các bạn sẽ chọn bản chép lời ha. Rồi, ở đây mình đã có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt đây. Các bạn muốn thêm một ngôn ngữ khác, mình nhấp vào cái nút thêm ngôn ngữ này ha. Ok, sau đó các bạn cần phải dịch cái phần tiêu đề và mô tả. Mình nhấp vào cái bút này. Đó. Các bạn chỉ việc copy cái phần tiếng Việt, sau đó vào Google dịch và dịch nó sang tiếng Anh ha. Ok, phần tiêu đề và phần mô tả mình đều phải dịch sang tiếng Anh hết. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ thêm phụ đề cho nó. Mình nhấn vào nút thêm. Đó. Rồi, ở đây các bạn có thể tải một cái file phụ đề lên ha. Tuy nhiên ở đây mình sẽ dẫn các bạn tạo trực tiếp trên YouTube luôn. Các bạn nhấp vào tạo phụ đề mới. Rồi. Nó sẽ tự động chia từng cái câu nói của mình theo cái thời gian này ha. Rồi, mình sẽ nghe thử. Các bạn nhấp vào đây để nghe thử. Chào các bạn. Ok, đó, mình sẽ ghi cái câu tiếng Việt ở đây. Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Đó, ví dụ cái câu này nó nằm trong cái thời gian, trong khoảng thời gian từ đây đến đây. Đó, mình copy cái câu tiếng Việt này, sau đó mình sẽ vào Google dịch ha. Rồi, mình dán cái phần tiếng Việt ở đây. Đó, và mình dịch nó sang tiếng Anh. Đó. Ok, đó mình copy và mình dán ngược lại trong cái ô này. Đó, mình sẽ làm tương tự cho những cái phần thời gian tiếp theo ha. Ok. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn sử dụng mạng trong JavaScript. Đó, cái câu này sẽ là sử dụng mạng trong JavaScript ha. JavaScript. Ok, mình copy cái câu này cũng vào Google dịch. Đó, sử dụng mạng trong JavaScript đây và mình dán ngược lại ha. Ok, đó, mình sẽ làm tương tự cho hết cái video này luôn. Đó. Rồi, sau khi đã chỉnh sửa xong thì các bạn sẽ xuất bản ha. Mình nhấp vào cái nút xuất bản này. Đó, để hoàn tất việc thêm phụ đề tiếng Anh cho video trên YouTube. Ok, vậy là video kết thúc đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.